Vụ việc về ba người phụ nữ tử vong chỉ vì nhậu suốt 2 ngày liên tục và còn ba người đàn ông hàng xóm cùng nhậu chung thì hiện tại sức khỏe như thế nào thì hãy cùng VST chúng mình tìm hiểu nhé. Liên quan đến vụ ba người phụ nữ tử vong sau hai cuộc nhậu liên tiếp, thì chiều ngày 25 tháng 7, thông tin từ cơ quan công an cho biết là ba người nhậu cùng với ba người phụ nữ là ba người đàn ông hàng xóm, không phải là 6 người phụ nữ như thông tin ban đầu. Theo đó thì thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết, các nạn nhân nhập viện trong tình trạng là nguy kịch, bị mê man, mạch và huyết áp bằng không, phải thở bằng máy. Các bác sĩ đã phải tích cực cứu chữa nhưng nạn nhân vẫn không qua khỏi. Bước đầu thì các nạn nhân được chẩn đoán là tử vong do ngộ độc rượu, nghi là ngộ độc một loại cồn công nghiệp. Số rượu này đã được lấy từ nhà người quen là ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau. Trước đó thì vào ngày 20 tháng 7, bà MTM, 54 tuổi tổ chức nhậu tại nhà từ 19 giờ đến 23 giờ. Cùng nhậu là có bà NTL, 37 tuổi và bà DTL, 44 tuổi và ba người đàn ông khác. Ngày hôm sau thì 6 người này vẫn tiếp tục tổ chức nhậu tại bà M từ 9 giờ đến 13 giờ. Sau khi nhậu xong thì mọi người đều giải tán trở về nhà và nghỉ. Đến khoảng 21 giờ ngày 22 tháng 7, cả ba người phụ nữ có triệu chứng là nôn ói, mệt và khó thở nên được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên thì bà M đã tử vong trên đường đi cấp cứu, sau đó thì vài giờ sau, hai người phụ nữ còn lại cũng tử vong tại bệnh viện. Riêng ba người đàn ông nhậu chung sức khỏe thì vẫn bình thường và không có triệu chứng gì thêm. Cơ quan chức năng địa phương cũng cho biết thêm là qua hai lần nhậu thì 6 người uống là khoảng hết 5 lít rượu. Số rượu này đã được lấy từ nhà người quen ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau. Khi tiếp nhận thông tin thì chính quyền địa phương cũng đã phối hợp với ngành chức năng của huyện Cái Nước đến từng gia đình để thăm hỏi, động viên và ghi nhận thông tin của vụ việc. Sau khi hoàn tất các thủ tục có liên quan thì cơ quan chức năng cũng đã bàn giao thi thể cho ba người phụ nữ trên cho gia đình để lo mai táng theo phong tục của địa phương. Và những thông tin tiếp theo sẽ được ST chúng mình cập nhật cách nhanh nhất trên bản tin. Mọi người đừng quên like, share cũng đăng ký kênh để cập nhật tin tức mới có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!